Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ tư ngày 7 tháng 9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh ra ban với các địa phương. Tháng 12 năm 2022 sẽ khởi công xây dựng nhà máy sữa Hưng Yên với tổng số vốn đầu tư trên 4.600 tỷ đồng. Đại hội Hội Doanh nghiệp Cựu Chiến binh tỉnh Hưng Yên lần thứ 2. Xã Hải Triều và phường Phùng Chí Kiên giải tỏa vi phạm kế hoạch 93A. Tăng cường kiểm soát thị trường dịp Tết Trung Thu. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại huyện Yên Mỹ diễn ra hội nghị ra ban thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh với thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Đây là lần thứ 3 trong nhiệm kỳ 2021-2026, hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh với các địa phương được tổ chức. 8 tháng năm 2022, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức 21 kỳ họp, trung bình mỗi địa phương tổ chức 2 đến 3 kỳ họp, thông qua và ban hành 245 nghị quyết. Tổ chức 65 cuộc giám sát chuyên đề về nhiều lĩnh vực. Tại hội nghị, các đại biểu tham luận tập trung vào chủ đề nâng cao vai trò giám sát của Hội đồng Nhân dân trong giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Tổng vốn đầu tư công của tỉnh Hưng Yên là trên 50.000 tỷ đồng. Đây là khối lượng vốn cần giải ngân rất lớn, gấp 2,5 lần giai đoạn trước. Kế hoạch vốn đã giao năm 2022 là trên 9.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến hết tháng 8 năm 2022, tỷ lệ giải ngân mới đạt trên 35%. Nhiều khó khăn vướng mắc được nhận diện và một số giải pháp được đề xuất để tăng cường giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Thực hiện giá trị vốn đầu tư công đều liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Một số khâu mà ở đây là do chủ đầu tư khi triển khai các cái khâu chuẩn bị đầu tư là chậm. Cái kế hoạch đầu tư công của ta thì nó cũng tương đối ổn định rồi. Ghi vốn sang năm thì có lẽ cũng ưu tiên cho những cái dự án mà đã được quyết định đầu tư. Tức là có quyết định rồi sang năm thì mình chỉ triển khai các cái thủ tục. Tôi cũng đề nghị là nếu như nguồn vốn của tỉnh lớn, có lẽ cũng nên cân đối cho một số địa phương khó khăn trong cái việc nguồn thu. Có thể có ưu tiên thế nào đó để cho họ giảm cái phần đối ứng đi. Thì các xã có điều kiện họ làm được. Hiện nay thì cái vật liệu, đặc biệt là cái cát san lấp, là rất khó khăn. Ở huyện Khoai Châu thì đã có những doanh nghiệp họ trúng thầu và hiện nay là bỏ thầu vì không những giá vật liệu cao mà hiện nay nguồn vật liệu để san lấp không có. Đề nghị với Hội đồng Nhân tỉnh, ý kiến Ủy ban tỉnh chỉ đạo các sở ngành khẩn trương đẩy nhanh tiến độ rà soát tiếp tục quy hoạch các cái mỏ cát và cho đấu giá khai thác các mỏ cát. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản nhấn mạnh những nguyên nhân khiến việc giải ngân vốn đầu tư công còn chậm là do công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện thủ tục hành chính trong đầu tư công, giá vật liệu xây dựng tăng cao. Với nhiệm vụ phải giải ngân kế hoạch vốn rất lớn so với nhiệm kỳ trước và thực trạng tiến độ còn rất chậm, Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc giám sát, đôn đốc thực hiện các nghị quyết chủ trương đầu tư của Hội đồng Nhân dân các cấp cũng như các quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, thi công dự án. Chúng ta thấy ngược lại, trách nhiệm của các thường trực hội đồng của chúng ta như thế nào? Các đại biểu hội đồng chúng ta ở đâu? Làm gì trong khâu giám sát? Giám sát thế nào để mà giải ngân được vốn? Thứ nhất là phải giám sát tại công trình để là xem cái gì tiến độ anh có làm không, tiến độ đến đâu. Thế nên bước thứ hai là khối lượng hoàn thành đến đâu, vừa giám sát vừa để giải ngân vốn, vừa để tiến độ thi công, nhưng đồng thời nữa là gì, chất lượng công trình. Đương nhiên trong quy định chúng ta là phải đảm bảo chất lượng công trình. Thứ hai nữa là cái khâu đầu tiên mà chúng ta cần phải giám sát là gì, khâu thủ tục hành chính của chúng ta này. Trước hết là để một dự án được triển khai thì phải là thủ tục hành chính. Chúng ta giám sát xem là khi chúng ta phê duyệt chủ trương đầu tư thì bước thứ hai là gì, theo luật là phải có quyết định phê duyệt dự án. Thế phê duyệt dự án này là Ủy ban Nhân dân nước các cấp. Khâu này mà chúng tôi phê duyệt chủ trương rồi mà anh chưa phê duyệt dự án thì chậm ở đâu? Đối với Hội đồng Nhân dân huyện thì các đồng chí là hướng dẫn cho cấp xã. Ở đây thì có ý kiến nói là cấp xã là lúng túng trong phê duyệt chủ trương đầu tư. Thế thì do vậy là có thể là chúng ta phải giúp và hướng dẫn việc. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng nhà máy sữa tại thị xã Mỹ Hào.
Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Vinamilk đã báo cáo về tình hình triển khai dự án nhà máy sữa Hưng Yên được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận tại quyết định chủ trương đầu tư số 119 năm 2021. Dự án có tổng vốn đầu tư là 4.600 tỷ đồng, được triển khai trên địa bàn phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào. Dự án được chia làm hai giai đoạn thực hiện. Giai đoạn 1 của dự án được thực hiện từ quý 4 năm 2021 đến năm 2028. Giai đoạn 2 từ năm 2028 đến 2030. Theo kế hoạch, dự kiến đến tháng 9 năm 2022, công ty sẽ triển khai lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 dự án nhà máy sữa Hưng Yên. Tháng 12 năm 2022, công ty sẽ khởi công xây dựng nhà máy và đến quý 4 năm 2025, công ty sẽ đưa toàn bộ dự án giai đoạn 1 và hoạt động sản xuất kinh doanh. Đại diện lãnh đạo Vinamilk mong muốn tỉnh Hưng Yên tạo điều kiện hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện hoàn thiện các thủ tục về trích lục bản đồ địa chính để xác định ranh giới thực hiện dự án, chuyển mục đích sử dụng đất, hướng dẫn các thủ tục về lập và trình duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp phép phương án phòng cháy chữa cháy, cấp phép xây dựng và chấp thuận đấu nối hạ tầng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận những nỗ lực của công ty cổ phần sữa Việt Nam trong việc thực hiện cam kết tiến độ dự án nhà máy sữa Hưng Yên với Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị công ty đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để dự án sớm đi vào hoạt động. Tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai dự án cũng như quá trình hoạt động của nhà máy trong thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao các sở ngành liên quan đồng hành cùng công ty cổ phần sữa Việt Nam phối hợp thực hiện các thủ tục hành chính nhanh, đúng quy định của pháp luật và giải quyết những khó khăn vướng mắc nếu có. Để đảm bảo tiến độ dự án được thực hiện hiệu quả, trước mắt là chuẩn bị cho lễ khởi công dự án được diễn ra tháng 12 năm nay. Trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh diễn ra Đại hội Hội Doanh nghiệp Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh một số tỉnh thành phố và gần 120 đại biểu tham dự đại hội. Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên được thành lập năm 2017. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, các hội viên trong hội đã không ngừng nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, vươn lên trong sản xuất kinh doanh, đóng góp và phát triển kinh tế xã hội các địa phương. Với trên 120 hội viên, đến nay các hội viên trong hội đã thành lập 30 công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, 20 cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, còn lại là các trang trại, gia trại, phát triển kinh tế hộ gia đình. Tạo việc làm cho gần 5.000 lao động, có doanh thu bình quân hàng năm gần 7.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 500 tỷ đồng. Một trong những điểm nổi bật hoạt động của hội trong nhiệm kỳ qua là các hội viên đã tham gia ủng hộ với số tiền trên 7 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện nhân đạo an sinh xã hội. Qua cái dịch Covid vừa rồi thì công ty ủng hộ chung khoảng độ hơn 700 triệu, tất cả các coi là xã nào có. Và từ thiện cũng rất nhiều nơi. Các cháu mà không có lương nương tựa thì công ty tôi cũng mua cho máy tính, xe đạp. Với khẩu hiệu đoàn kết, gương mẫu, nghĩa tình, hợp tác, phát triển, Đại hội Doanh nghiệp Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ tới tiếp tục phát huy truyền thống bản chất bộ đội Cụ Hồ, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội vì cộng đồng. Đồng thời, Đại hội cũng quyết định đổi tên Hội Doanh nghiệp Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên thành Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên. Chúng tôi cũng đang đề ra là cái công tác coi như là an sinh xã hội để thực hiện một cái phần việc công việc của đối với các địa phương, nhất là cái xây nhà tình nghĩa cho những đồng chí thương binh, tập trung là thu hút cái lao động của con em các đồng chí coi như là cựu chiến binh để làm thế nào đưa phong trào của hội ngày càng phát triển. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh biểu dương những kết quả mà Hội Doanh nghiệp Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong thời gian qua. Từ người lính trở về địa phương mang thương tật trong người nhưng đã không ngừng cố gắng làm giàu cho gia đình và xã hội, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Kết quả hoạt động của hội được thể hiện cụ thể từ đoàn kết, hỗ trợ nhau cùng phát triển, ứng dụng công nghệ mới, nâng cao giá trị sản xuất và tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng, nâng cao vai trò trách nhiệm của mỗi doanh nhân đối với quê hương, đất nước. Cũng tại đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và lãnh đạo Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam khen thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích cho công tác và sản xuất kinh doanh.
Hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam và Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên thông qua Hội cựu chiến binh tỉnh đã tặng quà cho các gia đình chính sách, học sinh nghèo, hiếu học trong tỉnh. Sáng nay, tiểu ban khánh tiết ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức quán triệt nhiệm vụ công tác chuẩn bị cho trang trí khánh tiết, tuyên truyền, đảm bảo hậu cần tài chính, khen thưởng và đón tiếp khách trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng tiểu ban chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung của cơ quan thường trực. Đồng chí lưu ý thời gian từ nay đến ngày diễn tập không còn nhiều, các thành viên cần khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết cho nhiệm vụ được giao. Cuộc diễn tập là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh trong năm 2022. Tiểu ban khánh tiết có nhiều đầu việc, vì vậy các thành viên căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với thực tế, tránh trùng lập. Thường xuyên trao đổi thông tin, bảo đảm ăn khớp, đảm bảo yêu cầu, kiểm tra kỹ lưỡng những tiểu tiết, thường xuyên báo cáo tình hình với thường trực tiểu ban về tiến độ, kết quả triển khai tổ chức thực hiện, khó khăn cần tháo gỡ. Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của cuộc diễn tập đến cán bộ đảng viên và nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa quan trọng của công tác diễn tập, từ đó có ý thức hưởng ứng tham gia, làm tốt công tác khen thưởng và chuẩn bị chu đáo công tác đón tiếp khách mời, công tác tài chính, y tế với quyết tâm phục vụ nhiệm vụ diễn tập đạt kết quả cao nhất, đảm bảo thiết thực hiệu quả và an toàn tuyệt đối. Sáng nay, Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu nông thôn mới kiểu mẫu và tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hưng Yên năm 2022 đã triển khai thể lệ cuộc thi. Theo kế hoạch, cuộc thi tìm hiểu nông thôn mới kiểu mẫu sẽ diễn ra vào cuối năm 2022. Đối tượng tham gia là thành phần do Ủy ban Nhân dân cấp huyện lựa chọn từ Ban chỉ đạo nông thôn mới, Ban quản lý OCOP các cấp, cán bộ công chức, các chủ thể sản xuất kinh doanh và người dân của địa phương. Nội dung thi gồm 4 phần là chào hỏi, thi kiến thức, thi tài năng và trưng bày giới thiệu sản phẩm. Cuộc thi tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hưng Yên năm 2022 có đối tượng dự thi là các tuyến đường đáp ứng tiêu chí đánh giá tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu được Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn tham gia cuộc thi cấp tỉnh. Thời gian nhận hồ sơ là trước ngày 30 tháng 10 năm 2022 và thời gian chấm thi tại các tuyến đường và trao giải. Tổng kết cuộc thi cấp tỉnh trong tháng 12 năm 2022, việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu nông thôn mới kiểu mẫu và tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hưng Yên năm 2022 là góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025. Sau khi Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lữ chỉ đạo quyết liệt các địa phương tập trung thực hiện xử lý các vi phạm kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, từ ngày 22 tháng 8 đến nay, xã Hải Triều đã giải tỏa được thêm 4 vi phạm. Trong đó có 3 công trình vi phạm là nhà tạm với tổng diện tích 90m2 và một chuồng trại có diện tích 450m2 ở thôn Triều Dương. Các công trình được giải tỏa đều được người dân tự nguyện tháo dỡ với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương về nhân lực và máy móc. Xã Hải Triều có tổng số 17 trường hợp vi phạm theo kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trước đó, địa phương đã giải tỏa được 11 vi phạm. Như vậy, đến nay, xã Hải Triều còn 2 trường hợp vi phạm nữa, hiện đang tiếp tục được tuyên truyền vận động trên tinh thần tự nguyện tháo dỡ, phấn đấu giải tỏa xong trước ngày 10 tháng 9 năm 2022. Thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh về xử lý giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào tổ chức cưỡng chế giải tỏa 2 trường hợp vi phạm đất công thuộc tổ dân phố Ngọc Lập. Trước khi cưỡng chế, chính quyền phường đã nhiều lần đối thoại, tuyên truyền, vận động các trường hợp vi phạm tự nguyện tháo dỡ. Tuy nhiên, các hộ vi phạm không chấp hành. Lực lượng chức năng của phường đã tiến hành tháo dỡ hơn 30m2 nhà tạm và hàng trăm mét vuông diện tích trồng cây ăn quả trên đất giao thông thủy lợi của hai hộ dân là gia đình ông Nguyễn Xuân Hoan và ông Nguyễn Ngọc Thắng. Để chấn chỉnh xử lý triệt để các vi phạm, đưa công tác quản lý đất đai vào nền nếp, Ủy ban Nhân dân phường Phùng Chí Kiên đã thành lập tổ công tác cùng các tổ dân phố thường xuyên kiểm tra, rà soát, thiết lập hồ sơ xử lý đối với các trường hợp vi phạm, tập trung tuyên truyền, vận động các hộ vi phạm tự giác tháo dỡ và xây dựng kế hoạch tiến hành cưỡng chế đối với các hộ không chấp hành. Hiện nay trên lúa mùa, một số đối tượng sâu bệnh gây hại có chiều hướng phát sinh, phát triển và gây hại nặng cục bộ ở một số diện tích.
sâu con lá nhỏ lứa 6, nơi cao 30 đến 50 con 1 mét vuông, cá biệt có ruộng trên 300 con 1 mét vuông. Diện tích nhiễm gần 6.900 ha, trong đó có 330 ha nhiễm nặng. Nông dân đã và đang tích cực phòng trừ được gần 6.700 ha. Mức độ gây hại cao hơn so với vụ mùa năm 2021. Dây nâu, dây lưng trắng, lứa 6, dây cám bắt đầu nở rộ trên các trà lúa, cục bộ có ruộng trên 1.000 con 1 mét vuông. Mật độ trứng dày nơi cao 200 đến 300 ổ 1 mét vuông, cá biệt có nơi trên 500 ổ 1 mét vuông. Đã có 8,5 hectare nhiễm nặng. Ngoài ra bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn phát sinh và gây hại ở một số diện tích. Lúa ma xuất hiện, gây hại cục bộ trên một số diện tích ở các huyện Khoái Châu, Ân Thi, Kim Động, diện tích nhiễm là 36 hectare. Nông dân đã áp dụng các biện pháp của cơ quan chuyên môn để hạn chế sự lây lan của lúa ma. Trước tình hình trên, Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã kiểm tra và khuyến cáo các địa phương và bà con nông dân. Ở những cái vùng mà bị cái diện tích mà có cái lúa ma nặng ấy, thì thứ nhất là đề nghị địa phương là chuyển cái phương thức sản xuất, là phải khuyến cáo với bà con là từ cái gieo thẳng chuyển sang cái phương thức cấy và đi theo phương thức cấy là phải là làm với cỏ. Cái thứ hai là hiện nay khi mà cái giai đoạn lúa ma nó chỗ nó cao hơn và nhìn lúc đấy thì phân biệt nó rất rõ, bởi vì lúc đấy là nó chỗ sớm hơn một chút so với cả cái lúa thuần. Chính vì vậy lúc đấy là phải khuyến cáo động viên bà con đi khử lẫn. Bên cạnh đó, vào các thời kỳ sung yếu của cây trồng và các cao điểm của dịch hại, các cơ quan chuyên môn cần thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình, nhận định và dự kiến chính xác khả năng phát sinh của dịch hại, chỉ đạo kịp thời nên đã ngăn chặn hiệu quả sự bùng phát và gây hại của sâu bệnh. Nhằm góp phần mang lại mùa trung thu an toàn, lành mạnh và đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên phối hợp với các ngành chức năng đã tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Ngày 6 tháng 9, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 2, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra kho hàng của chị Phạm Thị Nga, sinh năm 1989, trú tại xã Yên Phú, và cửa hàng kinh doanh của anh Nguyễn Văn Quỳnh, sinh năm 1988, trú tại xã Ngọc Long, cùng trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Tại thời điểm kiểm tra, hai kho hàng trên có gần 18.000 chiếc bánh trung thu có nhãn mác nước ngoài. Thời điểm kiểm tra, cả hai chủ cơ sở đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Tổ công tác đã lập biên bản các vụ việc, tạm giữ toàn bộ số bánh trung thu và tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Theo thống kê của Cục Quản lý Thị trường tỉnh, đợt ra quân kiểm tra hàng hóa dịp Tết Trung Thu tính đến thời điểm hiện tại, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã phát hiện, lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính 6 vụ việc, phạt với số tiền gần 50 triệu đồng. Cục Quản lý Thị trường Yên đã tiếp tục chỉ đạo các đội thường xuyên bám sát các địa bàn mà được giao quản lý và tăng cường kiểm tra chuyên khâu lưu thông để kiểm soát chặt chẽ các cái hàng hóa bánh kẹo phục vụ Tết Trung Thu. Đối với các cửa hàng kinh doanh bánh trung thu mở tại các trục đường chính, khu vực chợ, lực lượng chức năng của huyện Ân Thi cũng đã kiểm tra các thủ tục pháp lý, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, đồng thời kiểm soát việc thu hồi và xử lý các sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc quá hạn sử dụng, tích cực phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương kiểm tra các cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em trong dịp Tết Trung Thu. Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các tổ chức cá nhân kinh doanh hợp pháp, cũng như bảo vệ sức khỏe của nhân dân, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, mỗi người tiêu dùng nên lựa chọn mua bánh trung thu của các thương hiệu uy tín trên thị trường, kiểm tra kỹ nhãn mác, ngày sản xuất và hạn sử dụng. Sáng nay, Tòa án Nhân dân huyện Khoái Châu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, đây là phiên tòa đầu tiên Tòa án Nhân dân huyện Khoái Châu xét xử theo hình thức trực tuyến tại hai điểm cầu trụ sở Tòa án Nhân dân và trại tạm giam Công an tỉnh. Để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, Quốc hội khóa 15 ban hành nghị quyết số 33/2021 cho phép Tòa án Nhân dân được tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm, phúc thẩm các vụ án hình sự, dân sự, hành chính theo hình thức trực tuyến. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử và đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân xét hỏi bị cáo qua hệ thống camera kết nối trực tuyến giữa các điểm cầu. Ba bị cáo
Chu Cao Quân, Hoàng Mạnh Hà, quê quán xã Tân Dân, Đỗ Khắc Yên, quê quán xã Tân Châu, huyện Khoái Châu phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện các bị cáo đang bị giam giữ tại trại tạm giam Công an tỉnh Hưng Yên. Các bị cáo đều nghiện ma túy, mua ma túy về sử dụng. Căn cứ quy định của pháp luật, tòa tuyên phạt các bị cáo hình phạt từ 15 đến 21 tháng tù giam. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị có thể xem lại các chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các nền tảng số, ứng dụng di động Hưng Yên TV Go, website hungyentv.vn, trang fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV và kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin quốc tế.